đón tàu tại cảng Trường Châu, đại diện Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc khẳng định chuyến thăm lần này của tàu Cảnh sát Biển 8002 đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển lên tầm cao mới. Tại hội nghị công tác Cảnh sát Biển Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7 diễn ra chiều nay, hai bên đã điểm lại những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã đạt được trong năm qua, đồng thời xác định tiếp tục phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề trên biển, cùng duy trì an ninh an toàn, đẩy mạnh hợp tác cứu hộ cứu nạn, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Hai bên cũng thống nhất năm 2024, đầu mối liên lạc cấp 2 giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, Cảnh sát Biển Việt Nam và Phân cục Nam Hải, Cảnh sát Biển Trung Quốc sẽ hoạt động thử nghiệm thông báo tình hình tàu cá vi phạm, tổ chức tuần tra liên hợp trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc phát sinh trên biển. Hai bên sẽ căn cứ vào tình hình thử nghiệm để hoàn thiện cơ chế đầu mối liên lạc và quyết định chính thức vào thời điểm gia hạn bản ghi nhớ hợp tác. Kết thúc hội nghị, hai bên đã ký kết biên bản hội nghị công tác Cảnh sát Biển Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7.